Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Lô diện Yamaha XSR900 2022. Cái mẫu xe được nâng cấp khi cùng Delta Sport trong cái năm 2022. Yamaha XSR900 là một phiên bản Neo Cristo của cái mẫu là Nuke Bike nổi tiếng MT09, từng được ra mắt vào năm 2016. Đối với phiên bản của năm 2022, giờ đây thì XSR900 2022 sẽ có một cái bộ khung Delta Sport hoàn toàn mới, mang lại khả năng xử lý tuyệt vời khi chúng ta lái xe. Yamaha XSR900 2022 nhận được một bộ khung mới. Thay đổi đầu tiên cần phải nhắc đến cho cái phiên bản XSR900 2022 đó chính là cái phần khung nhôm đúc hoàn toàn mới, cái kiểu dáng Delta Sport rất đặc trưng, đi cùng với độ cứng đã được tăng cường nhờ vào cái độ dày tăng từ là 1,40m lên thành là 3,50m, giúp cái con xe ổn định hơn nhưng không làm ảnh hưởng đến cái khả năng xử lý của người lái. Cái trọng tâm phía trước của XSR900 2022 được hạ thấp là 30m và ghi đông được đặt thấp hơn. Điều này sẽ cho một cái vị trí ngồi lái thể thao hơn. Trong khi cái phần cấp sau của XSR900 2022 được thiết kế cái dạng hợp kim nhôm và cũng được tăng cường thêm cái độ cứng với ổ chuột mới trong cái phần khung, tăng thêm là 55m, khiến cái chiều dài cơ sở tăng từ 1440 lên thành 1495mm. Ngoài cái phần khung mới thì vị trí để chân người ngồi sau cũng được thiết kế mới. Cái phần đèn hậu LED đã được di chuyển dưới phần yên xe, biển số nằm sau chắn vùng mới. Cái gương chiếu hậu cũng được di chuyển khỏi vị trí ban đầu và bố trí ở cuối tay lái. Cái có động cơ lực 3 xanh trên cái chiếc XSR900 2022 bây giờ cũng được kết hợp cùng một hệ thống ống xả mới, trong khi bình xăng trung tích 15 lít cũng được thiết kế lại một kiểu dáng xe đùa kết hợp cùng với những khe hút gió ngay phía trước. Các tấm ốp bên trên khung tam giác mới tạo một cái điểm nhấn trong ngoại hình của XSR900 2022. Hệ thống treo của con xe này đã được trang bị một cái phục trước khai trình ngược cây dây ba có được điều chỉnh, monoshock đặt ở sau có thể được điều chỉnh, mâm hợp kim thiết kế mới có cái phần mô men sắn quán tính ít hơn, nhẹ hơn 700g so với các bản trước đây. Trong khi hệ thống phanh trước là 4 bis được nâng cấp lỗi Rainbow hướng tầm. Những thay đổi này đã giúp cho cái trọng lượng của XSR900 2022 nhẹ hơn 2kg với trước đây, với mức hiện tại là 193kg. XSR900 2022 số chứng minh động cơ lực 3 xanh mạnh hơn và nhiều trang bị điện tử hơn. Tương tự như phiên bản là MT09 2021 thì cái chiếc Yamaha XSR900 2022 cũng được nâng cấp một cái động cơ là 3 xanh CB3 với dung tích xanh đã tăng là 889cc. Cái công suất cũng tăng là từ tăng thêm 4 HP lên cái con số là 119 HP, tại ngưỡng mong tô là 10.000 vòng trên phút. Trong khi mô men sắn cực đã đạt 93 Nm, tại ngưỡng mong tô là 7.000 vòng trên phút. Số vòng tua nhanh hơn 1.500 giây phút so với trước đây. Ngoài ra hệ thống ly hợp chống trượt hoàn toàn mới, nhẹ, hoạt động tốt hơn. Một hệ thống xoắn nhanh với shifter 2 chiều được áp dụng. Chiếc xe được trang bị màn hình LCD tròn của một cái hình trước đó đã được thay mới bằng hình TFT 3.5 inch. Trang bị hệ thống điện tử như cảm biến EBU 60, kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống kiểm soát chống trượt SCS, hệ thống kiểm soát hành trình Cruiser, hệ thống chống nâng bánh trước LIF, hệ thống kiểm soát phanh BC đã cũng được cải tiến và chia sẻ từ phiên bản L1 2021. Cái chiếc XSR900 2022 sổ chứng minh màu sắc đường đua rất đẹp mắt. Cái mẫu xe Yamaha XSR900 2022 sổ chứng minh gam màu xanh lam kết hợp cùng với vàng của tay đua là Keystone Saron rất nổi tiếng vào những năm 1980. Yamaha gọi cái sự kết hợp lần này là Legend Blue. Ngoài ra, cái mẫu xe mới có thêm cái gam màu đen Midnight Black với những cái điểm đỏ khá nổi bật và một cái phục trước màu đen khá đẹp. Yamaha vẫn chưa tiết lộ mức giá bán cụ thể của cái chiếc Yamaha XSR900 2022. Dự kiến em ấy sẽ có mặt đại lý bắt đầu từ tháng 4 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like và subscribe.